Tối 19 tháng 10 tại sân vận động xã Cúc Phương, Sở Công Thương tổ chức khai mạc hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông lâm nghiệp của vùng đối với đồng bào các dân tộc huyện Nho Quan. Dự lễ khai mạc có đại diện Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lãnh đạo huyện Nho Quan, đông đảo doanh nghiệp, hợp tác xã và nhân dân trong huyện. Hội chợ triển lãm có quy mô 100 gian hàng với 50 doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức cá nhân ở trong và ngoài tỉnh tham gia. Đến với hội chợ, nhân dân và du khách sẽ được tham gia nhiều hoạt động sôi động, hấp dẫn, mang đậm màu sắc văn hóa của người dân Nho Quan như giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, tìm hiểu ẩm thực địa phương và không gian văn hóa Mường, giao lưu trao đổi hàng hóa và ký kết các hợp đồng kinh tế. Thời gian qua, huyện Nho Quan đã quan tâm đến công tác xúc tiến tiêu thụ sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông lâm nghiệp, dịch vụ du lịch với nhiều hình thức cách làm linh hoạt, qua đó góp phần quảng bá tiềm năng thế mạnh của địa phương, gìn giữ đặc sản của vùng, thu hút bạn bè và du khách đến tham quan, mua sắm, từng bước phát triển kinh tế xã hội. Huyện đã hình thành các vùng sản xuất nhóm cây trồng chủ lực như vùng sản xuất na giải vụ 100 ha, vùng sản xuất dứa 800 ha, vùng sản xuất trà hoa vàng 40 ha. Đến nay đã có 16 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, trong đó có 8 sản phẩm đạt 4 sao, 8 sản phẩm đạt 3 sao. Hội chợ triển lãm được tổ chức nhằm xúc tiến thương mại khu vực nông thôn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nho Quan là hoạt động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và bà con khu vực nông thôn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được trao đổi, tiếp cận các mặt hàng Việt Nam chất lượng cao với chi phí phù hợp. Qua đó góp phần đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội, phát triển kinh tế xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Hội chợ diễn ra từ ngày 19 đến 23 tháng 10 năm 2023 tại sân vận động xã Cúc Phương.